của hệ sinh thái VTV Cup. Rất nguy hiểm, vào tỷ số được cân bằng 1-0. Và dứt điểm rất chính xác của Long Sơn, đội chủ nhà đã có bàn thắng. Đường truyền của Dương Phương, và chúng ta xem lại, và dứt điểm vô cùng táo bạo của Long Sơn. Quá tuyệt vời, quá đẹp mắt và quá chuẩn xác. Đó là những gì mà Long Sơn đã thể hiện trong pha bóng vừa rồi. Đánh đâu! Cuối cùng thì cũng đã có được bàn thắng cơ hòa dành cho các thủ OCB. Khả năng tuyệt vời của Văn Phúc. Đường truyền rất vừa vặn của Huy Lèo. Một pha đánh đầu đập đất. Thủ thành Trương Lâm Nhật cũng chỉ còn biết đứng nhìn trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống diễn ra quá nhanh. Bây giờ thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Dứt điểm rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 2-1. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là những gì mà Tuấn Vũ đã tạo ra trong những phút vừa qua. Tỷ số. Chúng ta xem lại pha bóng này. Xuất phát từ tình huống làm tường đến từ Hồng Quân. Hào Ngọc Vũ đã có một cú dứt điểm vô cùng hiếm hóc, đánh bại được thành Phan Hưng. Ở trong hiệp 1, Phan Hưng là thủ thành chơi xuất sắc nhất. Đấy rồi, cơ hội đối mặt Huy Lê. Sau rất nhiều cơ hội thì cuối cùng OCB đã có được bàn thắng thứ hai. Tình huống làm tường đến từ Văn Hậu, và lần này thì sự tự tin đã quay trở lại trên đôi chân của Huy Lèo. Một tình huống dứt điểm về góc gần. Huy Lèo cũng là người đã tạo ra đường truyền và mở ra tình huống tấn công đầu tiên. Một pha tấn công bên hành lang cánh trái. Rất may! Siêu phẩm của Trương Lâm Nhật. Huy Lèo gọi và Lâm Nhật trả lời. Một cú dứt điểm bóng găm thẳng vào khung thành của OCB. Văn Phỉ.